Nghiêm chưa? Chào nhau. Cúi xuống, chào cúi xuống theo kiểu võ ấy. Đấy, đúng rồi. Đâm. Thua không được khóc nha. Không đấm vào mặt, không đấm vào mặt, không đấm mặt, không đấm mặt. Đúng rồi, tít phải chơi theo kiểu võ ấy. Đấy, đúng rồi. Đúng rồi, ui xôi, phải nhìn vào đối phương, không được nhìn bộ. Đấm. Võ. Đấy, đúng rồi. Đấy. Chọi, đúng rồi. Không đấm cho mắt mà. Từ từ, khoan. Không, để đấm vào tay thì là đó là do là mình sơ suất, bị đấm vào tay thì mình phải chịu. Đấm nhau chỉ cần không tránh vào giữa mặt là được. Nào từ từ, không khóc. Ok chưa, sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Bắt chưa? Này, bắt đây này, sao này, đứa nào bên nào mà bị vào một quả thì phải hít đất ba cái. Hít đất là gì? Có nghĩa là thế này này, chống đỉnh nắm tay. 1, 2, 3 là xong. Hiểu chưa? Nghĩa là đừng tít. Như thế không đúng. Hải Âu đi. Không, như thế không đúng. Năm. Thôi cho. Như thế không đúng. Hải Âu đi. Hải Âu chưa biết thì cho như thế. Không, nhưng mà con thì phải nắm tay. Ok, được chưa nha? Bên nào mà bị thua thì phải hít đất ba cái, được chưa? Hít đất là kiểu như là tung. Tung nắm lại cho Hải Âu xem nào. Hải Âu với tít là làm thế này, còn anh là nắm tay lại. Đúng rồi. Ok chưa? Mình rất được ạ. À, tít thì. Rồi, tập trung. Ok, đá đây. Wow. Xin mời xuống cả ba thang xuống hít đất nhé. Rồi, ok. Con này nó bị điên. Nào, theo đúng lý nhá. Tít kia khẽ của tít mà thôi. Ôi, chọc nhỉ. Hai ô trong hồ trước. 1, 2, 3. Có gì đâu mà tâm trí. Giải lao một chút.